Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ngày càng tăng cao, chính quyền ông Biden đang nỗ lực tìm cách nâng tầm ảnh hưởng ở khu vực này. Mới đây nhất, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc đảo Thái Bình Dương. Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện vẫn đang là mối quan tâm của ba nước, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hôm qua 2 tháng 9, chính phủ Nhật Bản thông báo Mỹ, Nhật, Hàn sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn về Triều Tiên vào tuần sau. Cùng ngày, Mỹ đã tung ra gói viện trợ vũ khí mới nhất trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ dành cho đảo Đài Loan. Vài giờ sau thông báo của Mỹ, Trung Quốc đại lục cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ không thu hồi gói viện trợ cho Đài Loan. Mới đây, Mỹ đã cho rằng Nga đang vũ khí hóa năng lượng sau khi công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ra thông báo vẫn chưa thể tái khởi động lại đường ống Nord Stream 1 sau 3 ngày bảo trì. Trái lại, khi bình luận về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào hôm 2 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói Mỹ là quốc gia hưởng lợi nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo thông báo áp mức giá trần mà các bộ trưởng tài chính G7 vừa đưa ra mới đây, Nga đã ngay lập tức tuyên bố rằng sẽ không bán dầu cho những nước áp đặt mức giá trần lên dầu của Nga. Một số thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Ấn Độ cho hạ thủy tàu sân bay tự sản xuất lần đầu tiên. FBI đã tịch thu hơn 11.000 tài liệu chính phủ trong tư dinh của ông Trump. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy mức độ tín nhiệm ông Putin đã sụt giảm nhẹ. Myanmar tuyên án cựu đại sứ Anh và chồng 1 năm tù vì vi phạm luật nhập cư. Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa trở về nước sau hơn 50 ngày sống lưu vong. Ngôi sao tạp kỹ cuối cùng của Thái Lan tìm lại ánh hào quang. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 9. Kính thưa quý vị, tờ The Hill mới đây đưa tin, vào hôm 2 tháng 9, Nhà Trắng đã thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng này với những nhà lãnh đạo từ các quốc gia đảo Thái Bình Dương. Theo nguồn tin, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia Mỹ-Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 9. Nhà Trắng hiện vẫn chưa công bố danh sách những quốc gia tham dự, nhưng cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào việc hợp tác về biến đổi khí hậu, đại dịch, phục hồi kinh tế và thúc đẩy một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết, Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thể hiện sự hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương. Khu vực Thái Bình Dương đang được gắn kết bởi sợi dây về giá trị lịch sử và mối quan hệ giữa người với người. Theo tờ The Hill, hội nghị thượng đỉnh trên sắp diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang tìm cách ứng phó với ảnh hưởng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách tăng cường mối quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực này. Mỹ đã thường xuyên cảnh báo Trung Quốc trong việc tiến hành các động thái đối với đảo Đài Loan, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc, công nhận Bắc Kinh là chính phủ đại diện. Dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, Reuters cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ, Nhật, Hàn sẽ gặp nhau vào tuần sau để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên sau nhiều năm. Theo Reuters, Mỹ, Nhật, Hàn sẽ tổ chức tham vấn về Triều Tiên tại Tokyo vào ngày 7 tháng 9 tới, với sự tham gia của đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gun, và vụ trưởng vụ các vấn đề châu Á, châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Takehiro Funakoshi. Sự kiện này tiếp nối cuộc họp ba bên vừa diễn ra ở Hawaii cách đây vài ngày. Sau cuộc họp gần nhất, Cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc, ông Kim Sung Han tuyên bố Seoul, Washington và Tokyo sẽ đưa ra biện pháp mạnh nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Mặc dù không nêu chi tiết về các bước cụ thể trong trường hợp này, nhưng ông Kim khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ ở mức cao nhất. Tiếp tục là những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 9, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ giữ nguyên mức thuế đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi tiếp tục xem xét các mức thuế mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đặt ra.
Cơ quan đại diện thương mại Mỹ cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ các công ty và các bên quan tâm khác duy trì mức thuế theo mục 301 đã được áp dụng trong năm 2018 và 2019. Các ý kiến đã được thu thập từ đầu năm 2022 đến nay. Dựa trên luật thương mại 1974 của Mỹ về các loại thuế được áp dụng, cơ quan đại diện thương mại sẽ đánh giá về việc có giữ nguyên mức thuế hay không. Quá trình này có thể mất hàng tháng. Chính quyền Biden đã từng xem xét liệu có nên dỡ bỏ một số thuế quan như một cách để giảm áp lực lạm phát hay không. Tuy nhiên, theo Reuters đưa tin hồi tháng trước, việc xem xét này đã bị hoãn lại khi Trung Quốc diễn tập quân sự gần Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới hòn đảo này. Cùng ngày, Washington đã công bố một gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Bắc nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc phòng thủ cho hòn đảo giữa lúc căng thẳng với Bắc Kinh tăng cao. Vài giờ sau khi gói viện trợ được tung ra, theo tờ NDTV, Trung Quốc đã nói rằng sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp hợp lý và cần thiết để đối phó với vụ việc này. Theo nguồn tin, viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho đảo Đài Loan bao gồm hệ thống cảnh báo radar hỗ trợ theo dõi tên lửa và 60 tên lửa Harpoon tiên tiến có khả năng đánh chìm tàu chiến. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói viện trợ này rất cần thiết cho an ninh của đảo Đài Loan. Vị quan chức này nói thêm, chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây sức ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế lên đảo Đài Loan, thay vào đó là thực hiện cuộc đối thoại có ý nghĩa. Cùng ngày, Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện những biện pháp đối phó và đáp trả nếu Mỹ không thu hồi gói viện trợ vũ khí trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan và nói thêm rằng điều này đang gây nguy hại trầm trọng đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc, ông Lưu Bằng Vũ đã nói, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp hợp lý và cần thiết để đối phó với tình huống này. Cùng ngày, theo Thời báo Hoàn Cầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã nói rằng Mỹ là quốc gia hưởng lợi nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đồng thời cũng khẳng định thêm lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đã không giải quyết được vấn đề. Những nhận xét này được đưa ra nhằm đáp lại câu hỏi của phóng viên về tình hình năng lượng đang diễn ra sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên nói, cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn nửa năm. Thực tế đã chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và phương Tây không thể giải quyết được vấn đề. Ngược lại, hiệu ứng lan tỏa của nó lại tiếp diễn như quả cầu tuyết. Được biết, tại họp báo, phóng viên đã đưa ra bình luận rằng Mỹ đang thu lại lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán khí đốt cho châu Âu, giữa lúc lục địa già đang đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng và phải mua khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ với giá cao. Ông Triệu đáp, Mỹ đã trở thành bên hưởng lợi và gặt hái được nhiều lợi ích nhất. Điều này đáng được cả thế giới xem xét và cảnh giác. Ông cũng lập luận thêm, các đại lý buôn bán vũ khí và lương thực của Mỹ đã kiếm được lợi nhuận từ cuộc xung đột Ukraine. Những công ty năng lượng của Mỹ cũng không bị bỏ lại phía sau. Kết quả là người dân khắp châu Âu đang đối mặt với giá điện tăng vọt, nhiệt độ ngày càng nóng lên hay thậm chí là mất điện. Theo Reuters, Mỹ mới đây đã tố Nga đang sử dụng năng lượng như một công cụ để gây áp lực lên châu Âu sau khi Moscow tạm ngưng hoạt động đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 vô thời hạn. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC nói với Reuters rằng chẳng có gì ngạc nhiên khi đường ống dẫn khí đốt đến châu Âu tiếp tục đóng cửa vì Nga đang sử dụng năng lượng như một thứ vũ khí chống lại người dân châu Âu. Gazprom, công ty xuất khẩu khí đốt do nhà nước kiểm soát độc quyền, hôm thứ Sáu cho biết họ không thể tái khởi động chuyển nhiên liệu đến châu Âu an toàn cho đến khi khắc phục sự cố rò rỉ dầu. Công ty này cũng không đưa ra thời gian tái khởi động xác định nào trong tương lai. Phát ngôn viên của NSC cũng cho biết Mỹ và châu Âu đã và đang hợp tác để đảm bảo có đủ nguồn cung năng lượng. Người phát ngôn nói, chúng tôi đang cố gắng đảm bảo kho chứa khí đốt của châu Âu sẽ được lấp đầy vào mùa đông để sưởi ấm. Chỉ những nỗ lực này vẫn chưa đủ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Âu. Có thể thấy cuộc chiến năng lượng giữa Nga và phương Tây ngày càng leo thang. Theo Reuters, vào hôm 2 tháng 9, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ ngưng bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp đặt mức giá trần đối với nguồn năng lượng của Nga, vì cho rằng điều này sẽ gây nên tình trạng bất ổn đáng kể trên thị trường dầu toàn cầu.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng Nga sẽ không còn cung cấp dầu cho các công ty áp đặt mức giá trần dựa trên nguyên tắc phi thị trường. Chúng tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với họ. Phản ứng trên được đưa ra sau khi các bộ trưởng tài chính của G7 công bố kế hoạch tăng cường áp mức giá trần lên dầu của Nga với mục đích giảm nguồn doanh thu chảy đến Moscow. Đầu năm nay, Liên minh châu Âu đã đưa ra lệnh cấm một phần đối với việc mua dầu của Nga. Cụ thể, Brussels cho biết 90% lượng xuất khẩu của Nga vào 27 quốc gia EU sẽ tạm ngưng nếu lệnh này có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen nói vào hôm 2 tháng 9 rằng đã đến lúc Liên minh châu Âu phải xem xét một mức giá trần tương tự như thế đối với việc mua khí đốt của Nga. Ông Peskov thì khẳng định rằng chính các công dân châu Âu là những người đang phải trả giá cho những động thái như thế. Ông nói, thị trường năng lượng hiện nay đang chạm mức cao nhất, chủ yếu xảy ra ở châu Âu. Những lệnh trừng phạt chống đối Nga đã dẫn đến việc châu Âu đang phải mua khí tự nhiên hóa lỏng với Mỹ với mức giá rất cao và không hợp lý. Các công ty Mỹ đang ngày càng giàu hơn và những người đóng thuế ở châu Âu thì lại ngày càng thiếu thốn hơn. Reuters cho biết vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, ba quốc gia phía Tây vùng Balkan đã nhất trí cùng thành lập một ủy ban để giúp nhau đối phó với mối đe dọa về tình trạng thiếu năng lượng và lương thực trong mùa đông năm nay, do lo ngại các cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở châu Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh Balkan mở rộng, Tổng thống Aleksandar Vučić của Serbia, Thủ tướng Edi Rama của Albania và Thủ tướng Dimitar Kovacevski của Bắc Macedonia đã thành lập một ủy ban giúp chính phủ ba nước chia sẻ năng lượng và lương thực dư thừa trong bối cảnh đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu năng lượng và lương thực hiện tại. Tổng thống Serbia nói, mọi thứ của chúng tôi sẽ sẵn sàng cho Bắc Macedonia và Albania và ngược lại. Serbia hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu khí đốt của Nga. Còn Bắc Macedonia phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thủy điện. Bên cạnh đó, họ cũng nhập khẩu điện, trong khi Albania sản xuất phần lớn điện năng trong các nhà máy thủy điện. Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết ba nước sẽ yêu cầu EU hỗ trợ để vượt qua mùa đông năm nay. Ông Rama nói thêm, tôi kêu gọi EU không lặp lại hành vi đáng xấu hổ như khi bùng phát đại dịch để các nước Tây Balkan phải quay sang Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Reuters vừa qua cho biết, với chính sách hỗ trợ giá xăng của chính phủ Pháp, giá xăng tại nước này đã rẻ hơn so với Bỉ 30 xu euro một lít, tương đương với 0,3 đô la Mỹ một lít. Chính sách này đã thôi thúc người Bỉ sống gần biên giới hai nước lái xe sang Pháp và xếp hàng để đợi mua xăng giảm giá. Hãng dầu khí Total Energy của Pháp giảm 20 xu euro một lít tại 3.500 trạm xăng. Khoản giảm giá này vẫn cao hơn mức giảm giá của chính phủ Pháp, nhưng có rất nhiều xe đã xếp hàng dài để đợi mua xăng từ ngày 1 tháng 9. Anh Christophe Bouguard, 29 tuổi, một thợ xây dựng, chia sẻ trong khi đợi đến lượt mình rằng rất xứng đáng để anh lái xe từ Comines, Bỉ đến thị trấn biên giới Halloween của Pháp để mua xăng giảm giá. Anh nói, giá xăng ở đây rẻ hơn 30 xu, đó là một ưu đãi rất tốt. Khi đổ đầy bình, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Một công nhân lắp ráp dây chuyền người Bỉ, ông Luke Cochler, 61 tuổi, cũng đồng ý như vậy. Ông nói, tôi sống ở Ladegem, cách biên giới khoảng 7 km. Vậy tại sao tôi không đến đây để có thể tiết kiệm 10 xu euro tiền nhiên liệu? Vì số người xếp hàng đợi mua xăng ngày càng nhiều, nên cảnh sát Pháp phải điều tiết để ngăn tình trạng ùn tắc giao thông. Ông Mark Bams đã kinh doanh trạm xăng được 30 năm cho biết, trong một ngày, ông đã chứng kiến lượng khách hàng tăng gấp đôi và bán được hơn gấp 3 lần lượng xăng kể từ khi chính phủ và Total Energy giảm giá. Hôm thứ Năm, hãng xăng Total Energy cho biết rằng mức giảm giá 20 xu euro sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10, sau đó sẽ chỉ còn giảm 10 xu một lít từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 12. Một thông tin liên quan đến nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, nơi đã trở thành tâm điểm của các màn đấu tố giữa Nga và Ukraine trong thời gian gần đây. Trước những lo ngại về nguy cơ xảy ra một thảm họa quy mô lớn, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cử phái đoàn đến kiểm tra nhà máy này. Dẫn thông báo từ quan chức Nga, Reuters cho biết IAEA đã cử hai thanh sát viên ứng trực tại cơ sở này. Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định của IAEA sau chuyến thăm nhà máy hạt nhân Zaporizhia của Tổng Giám đốc IAEA,
ông Rafael Grossi và 13 thanh sát viên kết thúc. Ông nhấn mạnh, sự hiện diện quốc tế là cần thiết để làm rõ những đồn đoán về tình hình tại nhà máy. Vị quan chức Nga cho biết thêm, việc kiểm tra kỹ lưỡng nhà máy cần nhiều thời gian, do đó 6 chuyên gia của IAEA vẫn sẽ làm việc tại đây trong vài ngày nữa. Hiện phía IAEA chưa bình luận về thông tin trên. Hôm 1 tháng 9, cơ quan này nói họ có kế hoạch ứng trực tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở thành phố Energoda của Ukraine. Nga đã kiểm soát cơ sở này từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, song nhà máy hiện vẫn được vận hành bởi các kỹ sư Ukraine. Những giao tranh liên tục xảy ra quanh nhà máy Zaporizhia gần đây đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân tương tự vụ Chernobyl năm 1986. Cả Nga và Ukraine đều tố đối phương gây ra những vụ tấn công này. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, tờ ABC đưa tin, Ấn Độ mới đây đã cho hạ thủy chiếc tàu sân bay mà nước này tự sản xuất lần đầu tiên. Chiếc tàu sân bay mới nhất có tên INS Vikrant, có nghĩa là mạnh mẽ hay dũng cảm trong tiếng Phạn. Tàu này sẽ tham gia cùng với chiếc INS Vikramaditya mà Ấn Độ đã mua từ Nga vào năm 2004 để bảo vệ Ấn Độ Dương và Vịnh Bengal. Theo nguồn tin, tàu sân bay mới nhất có chiều cao 262 mét, được thiết kế bởi Hải quân Ấn Độ và chế tạo tại xưởng đóng tàu Cochin ở miền nam Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã cho hạ thủy con tàu nhằm nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ấn Độ thoát khỏi sự cai trị của Anh. Ông Modi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ấn Độ thuộc một trong số ít các quốc gia có chương trình tàu sân bay tự sản xuất. Ông Modi nói, đây là một ngày lịch sử và là một cột mốc thành tựu, cũng là một ví dụ về sự thúc đẩy của chính phủ trong việc giúp Ấn Độ ngày càng tự lực về quốc phòng. Hải quân cho biết, tàu sân bay này là tàu chiến lớn nhất được xây dựng trong nước và có thể chở theo đoàn thủy thủ gồm 1.600 người, có khả năng vận hành một phi đội 30 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Theo Bộ Quốc phòng, hơn 75% các thành phần tàu sân bay mới của Ấn Độ là hàng trong nước, với hàng loạt các công ty công nghiệp lớn và hơn 100 doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ cung cấp thiết bị và máy móc. Theo một nhà ngoại giao phương Tây, Nhà Trắng đã không chấp thuận điều kiện liên kết việc phục hồi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015, với việc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ngưng điều tra Iran, sau khi quốc gia này nêu lại vấn đề thỏa thuận. Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết, không nên có bất kỳ điều kiện nào giữa việc tái thực hiện kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA và các cuộc điều tra liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý của Iran theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, bà Jean-Pierre đang ám chỉ đến các cuộc điều tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA có trụ sở tại Viên về việc điều tra dấu vết của uranium được tìm thấy tại ba địa điểm mà Iran chưa khai báo. Các cuộc điều tra về biện pháp bảo vệ là rất quan trọng đối với cơ quan của Liên Hợp Quốc, vì cơ quan này cho rằng họ đang tìm cách đảm bảo các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ không bí mật dùng nguyên liệu hạt nhân để chế tạo vũ khí. Một quan chức cấp cao của Mỹ vào ngày 23 tháng 8 cho biết Iran đã loại bỏ một số trở ngại chính trong việc khôi phục thỏa thuận năm 2015, bao gồm cả về IAEA. Nhưng vấn đề này đã bị hoãn lại. Một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cũng cho biết Iran đã mở lại vấn đề thỏa thuận hạt nhân trong phản ứng mới nhất mà Tehran mô tả là mang tính xây dựng. Ngoại trưởng Iran trong tuần này đã lên tiếng kêu gọi IAEA bỏ các cuộc thăm dò động cơ chính trị về hoạt động hạt nhân của Tehran. Cách đây 2 ngày, đất nước Argentina đã vô cùng bàng hoàng trước âm mưu ám sát phó tổng thống nước này, bà Cristina Fernandez de Kirchner. Trong động thái mới đây, Mỹ đã đưa ra bình luận về vụ việc này. Chia sẻ trên tài khoản Twitter hôm 2 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken viết, Mỹ kịch liệt lên án âm mưu ám sát Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng chính phủ và người dân Argentina trong nỗ lực xóa bỏ bạo lực chính trị và sự thù hận. Theo Bộ trưởng An ninh Argentina, ông Aníbal Fernández, vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 9 khi Phó Tổng thống Kirchner đang tương tác với đám đông ủng hộ trước nhà riêng của bà
ở thủ đô Buenos Aires. Ông Fernandez cho biết, lực lượng an ninh đã nhận được tin báo về một người đàn ông mang theo vũ trang, lởn vởn quanh đó và lập tức tiến hành bắt giữ đối tượng này. Vật chứng là một khẩu súng đã được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường. Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy, đối tượng đã rút súng nhưng chưa bóp cò ngay trước mặt bà Kushner. Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez mô tả đây là sự kiện nghiêm trọng nhất của đất nước kể từ khi nước này trở lại chế độ dân sự vào năm 1983. Theo kết quả điều tra ban đầu, người đàn ông trên 35 tuổi, mang quốc tịch Brazil. Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ động cơ của đối tượng. Phó Tổng thống Kushner hiện đang đối mặt với bản án 12 năm tù trong vụ xét xử cáo buộc tham nhũng trong thời gian bà giữ chức Tổng thống từ 2007 đến 2015. Reuters đưa tin theo hồ sơ tòa án vừa mới được công bố vào hôm 2 tháng 9, FBI đã tịch thu tổng cộng hơn 11.000 tài liệu và hình ảnh thuộc sở hữu chính phủ trong cuộc khám xét căn nhà riêng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump tại bang Florida hồi đầu tháng 8 vừa qua. Một trong những thông báo được tung ra vào ngày 2 tháng 9 đã cung cấp thông tin chi tiết hơn về 33 thùng hồ sơ và những vật phẩm khác mà FBI tìm được trong căn bất động sản Mar-a-Lago của ông Trump. Về việc ông đang thu giữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng của quốc gia và cố ý cản trở việc điều tra. Công bố mới nhất cho thấy các tài liệu được phân loại đã bị trộn lẫn với sách, tạp chí và báo. Trong số hơn 11.000 hồ sơ và hình ảnh của chính phủ mà ông Trump lưu trữ, có 18 hồ sơ được phân loại là tuyệt mật, 54 hồ sơ được phân loại bí mật và 31 hồ sơ được phân loại kín. Tuyệt mật là cấp độ phân loại cao nhất dành riêng cho những thông tin phải được giữ kín nhất của quốc gia. Ngoài ra, còn có hơn 90 tập hồ sơ trống, 48 tập trong số đó được đánh dấu là hồ sơ phân loại. Những người khác cho rằng số hồ sơ này có lẽ sẽ được trả về cho thư ký hoặc phụ tá quân đội. Trước những căng thẳng và xung đột ngày càng leo thang hiện nay, theo một cuộc khảo sát mới đây, tỷ lệ ủng hộ người dân Nga dành cho nhà lãnh đạo Vladimir Putin đã giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên 80%. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn kết quả cuộc khảo sát được thực hiện với 1.600 người trên 18 tuổi cho thấy mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần cuối tháng 8 là 81,1%, giảm 0,1% so với một tuần trước. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ tán thành công việc của Tổng thống Nga cũng giảm 0,3% từ 78,4% ở tuần trước đó. Ngoài ra, sự tín nhiệm dành cho Thủ tướng Mikhail Mishustin và chính phủ Nga cũng giảm lần lượt 0,5% và 0,1% xuống mức 51,8% và 50,8%. Cuộc khảo sát trên do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga thực hiện. Đây là đơn vị thăm dò hàng đầu của Nga, thuộc sở hữu nhà nước và được thành lập năm 1987. Hồi cuối tháng trước, chính quyền quân sự Myanmar đã bắt giữ cựu đại sứ Anh cùng chồng với cáo buộc vi phạm luật nhập cư. Theo Reuters, một tòa án ở Myanmar hôm qua đã tuyên 1 năm tù giam đối với cặp vợ chồng này, làm dấy lên những lo ngại mới về vấn đề nhân quyền ở đất nước vốn chìm trong bất ổn kể từ khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái. Theo Reuters, cựu đại sứ Anh bà Vicky Pullman cùng chồng là ông Tehin Ling đã nhận bản án 1 năm tù vì vi phạm luật nhập cư tại một phiên tòa kín diễn ra trong nhà tù Incheon, ngoại ô thành phố Yangon, Myanmar. Trước đó, vợ chồng cựu đại sứ Anh đã bị bắt giữ tại nơi lưu trú không đúng địa chỉ khai báo vào ngày 24 tháng 8. Phản ứng trước bản án của bà Bowman, người phát ngôn văn phòng đối ngoại Anh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hỗ trợ lãnh sự cho công dân của mình cho đến khi vụ việc được giải quyết. Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar chưa đưa ra bình luận. Theo Reuters, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã thể hiện sự lo ngại trước vụ việc trên. Người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Ravina Shamdasani, nói rằng vụ án của vợ chồng cựu đại sứ Anh đã tiếp tục làm gia tăng những lo ngại về vấn đề nhân quyền ở Myanmar. Ông Min Yuha, một quan chức thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã mô tả vụ việc này là cực kỳ đáng lo ngại. Ông nói, chúng tôi đã chứng kiến các nhà hoạt động, nghệ sĩ, nhà báo, sinh viên, chủ doanh nghiệp và các nhân viên y tế bị quân đội Myanmar bắt giữ và bỏ tù một cách tùy tiện với bất kỳ lý do nào.
Được biết, bà Vicky Bowman, 56 tuổi, từng làm đại sứ Anh tại Myanmar giai đoạn 2002-2006. Bà hiện là giám đốc Trung tâm Kinh doanh Trách nhiệm Myanmar, một tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực thương mại có trụ sở tại Myanmar. Trong khi đó, chồng bà Bowman, ông Tae-hin Lin, là một nghệ sĩ nổi tiếng. Ông từng là tù nhân chính trị năm 1998 tới năm 2004, thời điểm quân đội Myanmar nắm quyền. Kính thưa quý vị, sau hơn 50 ngày tháo chạy ra nước ngoài khi đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế cùng bất ổn chính trị, xã hội, cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã trở về nước. Cũng theo Reuters, ông Rajapaksa đã đáp chuyến bay xuống thủ đô Colombo của Sri Lanka vào ngày 2 tháng 9 và được tiếp đón bởi các bộ trưởng và chính trị gia của đất nước. Tiết lộ với truyền thông, một quan chức nói, ông ấy được nhiều chính trị gia trong chính phủ tặng hoa. Người này cho biết thêm, ông Rajapaksa đã được bảo vệ bởi quân đội và cảnh sát. Giữa tháng 7, cựu Tổng thống Rajapaksa, 73 tuổi, đã rời đất nước khi làn sóng biểu tình leo thang. Ngay sau khi đặt chân đến Singapore, ông đã gửi đơn xin từ chức và được Quốc hội chấp nhận. Cũng theo nguồn tin, vài tuần trước khi về nước, cựu nhà lãnh đạo Sri Lanka đã sống trong khách sạn ở Thái Lan không khác gì tù nhân, do đó ông muốn hồi hương. Tiếp nối chương trình là các sự kiện văn hóa nổi bật vừa diễn ra. Kính thưa quý vị, Fries là một hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế được tổ chức thường niên ở London, New York và Los Angeles. Sự kiện này mới đây đã lần đầu tiên đến với châu Á và thủ đô Seoul là địa điểm đăng cai. Hôm 2 tháng 9, các nhà sưu tập nghệ thuật và du khách đã tập trung tại trung tâm hội nghị COEX của Seoul để tham gia hội chợ nghệ thuật Free, nơi trưng bày các tác phẩm đến từ hơn 110 phòng trưng bày trên thế giới. Được biết, sự kiện sẽ mở cửa đến hết thứ hai tuần sau, tức ngày 5 tháng 9. Hàn Quốc trở thành địa điểm đầu tiên ở châu Á tổ chức hội chợ nghệ thuật Free trong bối cảnh nước này hồi năm ngoái đã vượt Đức để trở thành trung tâm nghệ thuật thời hậu chiến và đương đại lớn thứ năm thế giới. Với doanh số bán hàng tăng 180% lên mức kỷ lục là 922 tỷ won, tương đương 680 triệu đô la Mỹ. Sự bùng nổ này được cho là xuất phát từ sự quan tâm ngày càng tăng của thế hệ trẻ. Những người xem nghệ thuật là một cơ hội đầu tư cùng một số ưu đãi về thuế. Cùng ngày, một sự kiện văn hóa nổi bật khác cũng được khai mạc với sự tham gia của những người yêu âm nhạc ở Mỹ Latin, đó là ngày hội Rock in Rio ở Brazil. Người yêu âm nhạc từ khắp Mỹ Latin hôm 2 tháng 9 đã đổ xô đến tham gia lễ khai mạc ngày hội Rock in Rio tại thành phố Rio de Janeiro. Chúng tôi đã đi hơn 5.000 cây số để có mặt tại đây. Chúng tôi đã lên kế hoạch tham gia sự kiện này cả năm trời. Chúng tôi đã vô cùng háo hức. Theo Reuters, ngày hội Rock in Rio 2022 sẽ bao gồm các màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Iron Maiden, Justin Bieber, Dua Lipa, Coldplay và Gilberto Gil vào các ngày 2 tới 4 tháng 9 và từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 9. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1985 và hiện có một số phiên bản quốc tế ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha và thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị câu chuyện về người nghệ sĩ chuyển giới biểu diễn tạp kỹ cuối cùng ở Thái Lan. Và những hình ảnh về ngôi sao nổi tiếng này cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô Pirapong P. Buttakun, được biết đến là nghệ sĩ tạp kỹ chuyển giới cuối cùng của Thái Lan, đã xuất hiện trên sân khấu vào ngày 1 tháng 9. Chia sẻ về lần trở lại của mình, cô nói: "Tôi đã rời xa ánh đèn sân khấu khoảng 2 tới 3 năm nay. Cuối cùng tôi cũng được sống lại với đam mê của mình. Tôi rất vui mừng." Tuy nhiên, khi sân khấu đóng cửa, nữ nghệ sĩ phải quay về với cuộc sống thường nhật, đó là công việc bán thời gian tại một tiệm cơm gà nơi cô ấy từng nỗ lực học nấu ăn, phục vụ và dọn dẹp. Khoảng thời gian đầu tôi vô cùng khó khăn để thích nghi, vì trước đây tôi chưa bao giờ khuân vác đồ nặng hay làm việc dưới cái nắng trời gay gắt. Nhưng vào thời điểm đó tôi không cần lựa chọn nào khác. Tôi đã học mọi thứ từng chút một.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, Kobe đã có thể trở lại sân khấu với niềm đam mê và sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Mặc dù vậy, cô vẫn phải tiếp tục công việc tại quán cơm gà đến tối muộn để có thêm thu nhập. Nhưng Kobe cho biết cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của chính mình.